Mời các bạn theo chân Hải Đảo Cấm tham quan khu du lịch Đồi Tức Dịch thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Sáu nằm im gu nãy giờ ha, vô đi ra đó, không nhích. Không chút. Sao biết không chút? Bắn vô bờ đất. Ba bắn cây gì vậy? Ai 16. Mà nói ba bắn phụ AK. AK hết đạn rồi. Đi theo mẹ đó. Con không có được, mẹ con không có chơi con ngồi xích đu. Dạ. Ừ. Mẹ con định chơi mấy trò kia á. Khu du lịch Đồi Tức Dịch. Đây, xuống nào lấy xe. Ra đường này cũng đường nào đó. Hãy subscribe.